Kính thưa quý vị, thì xin đang ở trước cổng trường Trí Đức. Đây là cơ sở chính của trường Trí Đức, gồm các hệ thống mầm non, trung học cơ sở, tiểu học, trung học phổ thông, vân vân. Và ngày hôm nay thì bên trường có tổ chức tất niên, không khí xuân rất là rộn ràng. Mọi người đang cùng nhau chụp hình check-in nè. Rất là đẹp, rất là lớn luôn. Và xin muốn quay lại để làm kỷ niệm. Mọi người hãy cùng theo chân xin ngày hôm nay để cùng đi dự lễ tất niên tại trường cả nhà nhé. Rất nhiều các trung tâm, các cơ sở, nào là trường mầm non, cơ sở 1, cơ sở 2, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vân vân, rất nhiều luôn đã hội tụ về đây trong dịp ngày lễ tất niên này. Xanh xanh tuyệt vời, rất là vui, ai cũng đang háo hức. Triệu đồng trong cái bao lì xì nhớ vậy nha.
Và quý thầy cô hay là quý anh chị nào khi mà nghe đến cái tên của mình thì nhớ giùm em nha. Và sau khi là đến 25 con số kết thúc thì mình sẽ lên sân khấu để mình lãnh phần thưởng của mình. Và sau đó mình quay trở lại mình dùng buổi tiệc tím. Và sau đó tiếp tục nữa mình thêm 25 số nữa nha quý vị nha. Quý vị ơi, đây chỉ là bốc thăm được một thôi. 100 người đầu tiên may mắn nhất là xong rồi, là bốc tiếp tục nữa. Đó, sẽ tìm ra với giải tiếp theo trị giá là 2 triệu đồng. Đó, là bao nhiêu giải nè? Dạ là 20 người quý vị. Và đặc biệt hơn, cái giải đặc biệt là bao nhiêu người nè Cẩm Nhung nha? Dạ 3 triệu dành cho 5 vị may mắn nhất. Đó, tổng giải thưởng của chúng ta là 155 triệu. Dạ. Dạ. Dạ, ngay từ bây giờ thì mình sẵn sàng hết chưa ạ? Rồi bây giờ mời quý vị mình bắt đầu. Do số bốc thăm trúng thưởng. Ngày hôm nay là vừa được ăn, vừa được nói, vừa được nói đem về luôn nha quý vị nha. Cho nên mình nghe thật kỹ đúng một số của mình nha. Nhạc TikTok của anh, cái này nhạc của anh nhảy không có.